Nha Trang là nơi đã tạo cho em những tình cảm thân thương và tốt đẹp nhất. Nếu có cơ hội nhất định em sẽ trở lại nơi này. Xin chào, lúc này là 12:30 ngày 14 tháng 12 năm 2003. Anh Tài ra đón mình với một bó hoa hồng thật tươi thắm. Mình thật cảm động. Và bây giờ thì leo lên xe jeep đi về nhà ngoại của anh Tài. Thiệt là đã ghê ta. Còn bây giờ đang ở trước cửa nhà ba của anh Tài. Anh Tài có nhớ không, đây là tấm hình chụp trong phòng ngủ của ba anh. Bác kêu chụp nên em chụp, nhưng mà em cũng cảm thấy rất là ngại, nhưng mà không biết nói làm sao. Em rất vui và hạnh phúc khi nhận được thiệp Giáng sinh cùng với bó hoa thật tươi của anh. Lúc này anh có biết không, mới có 4:30 sáng đã đánh thức em dậy đi ra biển rồi. Mà cảnh biển buổi sáng thiệt là đẹp anh ha. Đây là tấm hình dì Hường chụp cho hai đứa mình buổi sáng đầu tiên ngắm biển Nha Trang. Tại sao mình lại thân thiết đến nhanh như vậy anh ha? Lần thứ hai ra Nha Trang, tụi mình mới đi đảo. Hôm nay trời cũng không tốt lắm, nhưng nhất định mình phải đi hôm nay hả anh? Nhìn hai người ngồi trên mũi tàu có dễ thương không? Đi bốn người mà không có ai tắm hết, chỉ có một mình anh Tài tắm mà buồn lắm không? Đã ra đến đảo Hòn Tầm rồi. Hai đứa mình chụp ở cái cảnh mà trước đây anh và gia đình đã từng đến đây trước lúc tạm biệt Nha Trang để đi xa, phải không nè? Hai đứa cùng ngồi trên một cái dù bay tuốt lên trên cao, rồi rớt xuống biển. Thiệt là vui quá chừng luôn anh Tài ha. Đi thuyền thúng nữa nè. Giờ thì bé An dắt mình đi ra bãi tiên ở Nha Trang chơi. Đẹp quá chừng luôn anh ha. Nặng không anh Tài ơi? Có chừng rớt em xuống biển bây giờ. Hai đứa ngồi trước bàn tay năm ngón ở Hồng Chồng Nha Trang. Có nhận ra hay không? Đây là anh Tài. Bị mất cái đầu rồi, em xin lỗi nha. Buồn cười quá anh Tài ha. Tụi mình đi nhà thờ, nhưng mà nhà thờ không có mở cửa đón, cho nên phải đi đến chùa. Xong rồi một hồi mới vòng lại nhà thờ ha. À bây giờ thì về nhà ngoại chơi, lại mượn xe của bên nhà ngoại chụp hình. Trông dễ thương chưa? Hôm nay đến nhà nội của anh Tài được gặp cô ba nè, bác hai nè, và những người trong gia đình của anh rất là quý anh. Em cảm thấy ganh tị mà em rất là thích, em muốn ở đó luôn, có cho em ở không? Đến thác Nhang Bay rồi nè, anh Tài có nhớ không? Bữa đi lội qua dòng nước, bây giờ có muốn đi lần thứ hai nữa không? Lớn rồi mà còn chơi trò chơi con nít. Đi vô núi Chúa nè, anh thấy có đẹp không? Now just a memory, the tears that I cried. Now just a memory, the sighs that I sighed. Trời ơi, không phải khỉ mà đu lá dừa kìa, xấu ghê chưa? Buổi sáng ở Phan Thiết thiệt đẹp anh Tài ha. Leo leo, anh Tài muốn ăn tôm hùm mà không có ai cho ăn hết. Over and over, I'll whisper your name. Over and over, I'll kiss.
over and over, I'll whisper your name. Over and over, I'll kiss you again. I'll see the light. Chúc mừng thay họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa. Chú rể hôn cô dâu nè, muốn dẹp mắt cô dâu rồi. Rể ơi, chào chú rồi, có đi chùa nữa không? Đây là cô chồng đang di truyền cho cháu dâu đó, nhớ không ông xã? Hình này là đang ra mắt ông bà nội vợ, nhớ không ông xã? Hình này nhìn chú rể nhìn xã hội đen quá. Chú rể đang sở nhẫn diamond cho cô dâu đó nha. Cảnh này là cô dâu đang ra mắt đàn trai nha. Rể ơi, cô dâu ngạt thở rồi kìa, ôm chặt quá à. Nay chim đã sơ lòng, tình ta nên duyên vợ chồng. Từ đây xa phút long đông, chàng về đã có thiếp mời. Cho em mặc áo mây trời nắng say, cho em ngủ quên đồ non với anh. Trong giấc mơ ngọt ngào đắm đuối với ngàn bướm hoa, hôm theo gió ta bay nếu
ôi hạnh phúc tuyệt vời. Người dấu yêu, anh mang cho em đam say rất sao. Ôi người dấu yêu, đã cho em say tình ái. Người dấu yêu, anh mang cho em chất men ngọt ngào. Ôi người dấu yêu, để ta bay về chốn thiên đường. Cho em đam say rất sao. Tình tuyệt vời ngây ngất. Cho em chất men ngọt ngào. Một lần tình ngây ngất. Trên mặt tình quá ngất ngây, trong giấc mơ ngọt ngào đắm đuối với ngàn bướm hoa thơm theo gió ta bay. Nếu thấy cõi lòng quá khát khao, xin ghé thăng cằn vào anh như viên kẹo thấm đôi môi. Ôi hạnh phúc tuyệt vời. Người dấu yêu, anh ban cho em đắm say rất sâu. Ôi người dấu yêu, đã cho em say tình ái. Người dấu yêu, anh ban cho em chất men ngọt ngào. Ôi người dấu yêu, để ta bay về chốn thiên đường. Cho em đắm say rất sao, tình tuyệt vời ngây ngất. Cho em chất men ngọt ngào, một lần tình ngây ngất.